mừng theo Thánh Marco. Đức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lẩn về phía biển hồ. Từ miền Galilee, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Sidon, người ta lũ lượt đến với Người vì nghe biết những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế hễ thấy Đức Giêsu thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa." Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai. Xin củng cố đức tin của chúng con. Thời nào cũng có người đau bệnh, mà cứ có bệnh là vái tứ phương. Trong thời đại chúng ta, nhiều người đến với phong trào lòng Chúa thương xót, chủ yếu để xin ơn chữa lành. Nhiều người đến với các nhóm cầu nguyện, nhóm trừ quỷ, cũng để xin ơn chữa lành. Khát vọng được chữa lành là điều chính đáng, nhưng không phải bằng mọi cách, có khi bất chấp cả những thực hành lệch lạc đức tin. Xin Chúa cũng có đức tin của mỗi chúng ta và cho chúng ta được thực sự đụng chạm đến Người, hầu đón nhận ơn chữa lành Chúa ban. Không có Ngài, con sẽ lạc loài như chim lạc cánh mùa đông, như hoa nở không đúng mùa úa phai. Đời con Chúa không dẫn đường, con sẽ mù lòa như đêm chẳng có vầng trăng, mây đen che kín mặt trời. Chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu bước đường nguy khó, bóng tôi phù che chẳng thấy tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi. Không giữ gìn con sẽ lầm lạc, con tim chẳng có tình thương, bơ vơ bàn chân hững hờ bước đi. Đời con sẽ khô héo hoài khi mất tình Ngài, như cây tàn úa già nua, như sông khô nước cần nguồn Chúa. Sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu bước đường nguy khó, bóng tôi phù che chẳng thấy tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phai.